cảm thấy lo lắng bồn chồn là điểm gì? Cảm giác lo lắng bồn chồn này không chỉ liên quan đến bệnh lý mà còn là điểm báo một điều gì đó sắp xảy ra với chúng ta trong một tương lai gần. Đừng quá lo lắng vì nếu gặp phải hiện tượng này vì không phải lúc nào nó cũng là điểm xấu. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, bồn chồn vào những khung giờ tốt thì không còn gì để bàn cãi hãy chờ niềm vui và may mắn đang đến nhé. Giải mã điểm báo hồi hộp lo lắng, tự nhiên đang vui vẻ thì bạn thấy trong người hồi hộp, lo lắng một chuyện gì đó mà không biết là chuyện gì. Theo kinh nghiệm dân gian, theo tâm linh chỉ ra rằng, đây có thể là một điểm báo. Dĩ nhiên điểm báo có thể là tin lành, cũng có thể là tin dữ. Và tin lành hay giữ tùy thuộc vào thời gian mà bạn cảm thấy lo lắng. Dưới đây là phần giải mã điểm báo hồi hộp lo lắng theo từng khung giờ, bạn có thể tham khảo. Từ 1 đến 3 giờ sáng, đây là khoảng thời gian mang nhiều năng lượng âm, vì là tờ mờ sáng. Khi bạn căng thẳng và lo lắng trong thời gian này, rất có thể bạn sẽ sớm gặp phải những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của mình. Từ 3 đến 5 giờ sáng, khoảng thời gian này dự đoán bạn sẽ gặp một sự kiện may mắn. Hãy chuẩn bị một bộ trang phục thật đẹp vì biết đâu bạn sẽ được mời đi ăn những món ăn ngon. Từ 5 đến 7 giờ sáng, đã bao lâu rồi bạn không gặp lại người bạn phương xa của mình? Thời gian này báo hiệu hai bạn sắp hội ngộ nhau đấy. Từ 7 đến 9 giờ sáng, bạn lo lắng rằng và tim đập nhanh trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ sáng, bạn nghĩ nó sẽ cản trở công việc trong ngày của bạn. Từ 9 đến 11 giờ sáng, theo dân gian xưa nay thì gần giờ ăn trưa, mọi người sẽ có xu hướng suy nghĩ về cảm xúc nhiều hơn. Nếu bạn lo lắng trong thời gian này, điều đó có nghĩa là bạn đang lo lắng về mối quan hệ gần đây của mình. Từ 11 đến 13 giờ trưa, lại là một sự báo ngập tràn những dấu hiệu tích cực về tiền bạc, tài lộc nhất là một việc may mắn tới cho cả gia đình chứ không chỉ riêng mình bạn. Từ 13 đến 15 giờ, khoảnh khắc bất chợt này có khiến bạn mong chờ tình yêu. Bạn sẽ sớm gặp được người trong mộng, nếu có duyên thì cả hai sẽ ở bên nhau lâu dài. Trong khoảng 15 đến 17 giờ chiều, bất kể bạn là ai, nam hay nữ, già hay trẻ khi trong lòng cảm thấy lo lắng hay hồi hộp trong thời gian này đều báo hiệu điểm giữ. Tốt nhất bạn và gia đình nên cẩn thận các mối quan hệ trong tương lai. Từ 17 đến 19 giờ, những dự báo vào thời điểm này có liên quan đến người thân của bạn đó. Có thể họ đang mang đến cho bạn nhiều sự giúp đỡ đáng quý. Từ 19 đến 21 giờ, khi bạn cảm thấy lo lắng, hồi hộp trong thời gian này thường báo hiệu điểm giữ. Lời ăn tiếng nói quá thật thà khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Các mối quan hệ bên cạnh trở nên không ưa thích, đanh đá, đem lòng đố kỵ lẫn nhau. Từ 21 đến 23 giờ, khoảng thời gian này nhắc nhở vạn và gia đình nên cẩn thận hơn trong khi tham gia giao thông. Từ 23 đến 1 giờ sáng, khi trong lòng cảm thấy hồi hộp, lo lắng trong khoảng thời gian này báo hiệu điểm báo không tốt về chuyện tình cảm. Ngay lúc này bạn cần suy nghĩ đến các mối quan hệ trong giao tiếp. Bỗng dưng cảm thấy bồn chồn trong người là điểm gì? Trong cuộc sống, cảm giác bồn chồn khiến con người ta cảm thấy rất khó chịu. Điều này có thể báo hiệu bản thân sắp gặp chuyện chẳng lành trong tương lai.